Hôm nay lại tiếp tục sửa nồi cơm của bác Cường Bắc Ninh nha anh em nhé. Hôm nay là con Toshiba RC10SIE7 nhé. Đấy, con này màu đen rất là dài. RC này 10SIE số 7 luôn. Ghi là mất nguồn này anh em này. Mất nguồn thì mình sẽ phải kiểm tra nguồn thôi. Vẫn như mọi lần nhé. Và hướng dẫn anh em từ cách tháo cho đến cách kiểm tra. Ui, bấm tay kia đi. Hiện tại là không bấm được cái gì luôn anh em này. Đấy, và nguồn đã cắm nhé. Ok. Bác này là bác là thợ chỉ bán thôi anh em ạ. Anh nghe bác ấy không qua biết cách kiểm tra. Nên là bác ấy mang cho mình một đống này. Ok. Đây là ruột tô đúng rồi anh em ạ. Nó bị mất nguồn thì anh em sẽ bắt đầu tháo cho mình kiểm tra nguồn nhé. Em sẽ tháo lần lượt cho mình nhé. Đầu tiên là anh em tháo cho mình cái đít ốp ở đây đây. Con này nạp điện rồi. Súng đã nạp điện rất là căng luôn. Bắn cho anh em nhiệt tình luôn anh em ạ. Rồi, sau đó anh em cạy cái lắp đít này ra đã này. Ok. Để gãy gãy rồi anh em ạ. Dòng tô rất là yếu anh em ạ, đây nó gãy rồi đấy, gãy trước rồi nhé anh em nhé. Đó, dòng này nó rất hay bị gãy. Tiếp theo là anh em tháo cho mình cái lắp đằng sau. Lắp đằng sau này nó có bốn con ốc nhé, bốn con ốc anh em vặn bốn con ốc người ta. Con này còn pin à. Ok. Để xem cái đống của bác Cường này mình sửa được bao nhiêu con nhé. Hơn chục con thì sao đây anh em ạ? Ba qua đã được con Hi với lại con con Mít với lại con Ruji rồi. Đó anh em cậy ra này. Lôi cái lắp đít ra ngoài nhé. Tiếp theo là anh em sẽ cậy cho mình cái lắp nhựa trắng này ra. Cái này anh em cứ lôi ra thôi. Con này mình nghe có người sửa rồi, nó là nhẹ thế này, sửa rồi vẫn sửa anh em nhé. Rồi sau đó là anh em sẽ tháo cho mình hai con ốc này ok. Rồi sau khi tháo xong rồi anh em lôi ra và rút hết rắc rồi nhé. Con này rắc nó hơi bị sát nên anh em lôi lần lượt từng giác một. Cái này tí nữa mình sẽ chỉ cho anh em nhé. Trong đó anh em là cắm nhầm nhé, cắm nhầm mà chân nguồn với lại chân chân cảm biến với lại chân quạt. Tí nữa mình sẽ chỉ cho anh em chỗ cắm nhầm và để cho anh em có cắm vào thì nó đỡ đỡ bị nhầm nhé. Và hướng dẫn anh em là cắm cho nó chuẩn luôn. Nó sinh ra hai cái rắc này giống hệt nhau và lại cùng chân cắm anh em ạ. Thế mới buồn cười. Ô con này vẫn còn đẹp, con này vẫn còn anh em ơi. À, con này vẫn còn cầu chì nhé. Sẽ rút cát ra đây này. Ok. Đây. Đây là một con vỉ tô. Màu đen rất là lằng ngoằng. Đây không biết các bác ấy đã rút ra rồi này. Chân ở đây này. Quyền này. Giờ lên cao quá. Đây. Chân của con này ra gần gần hết chân luôn này anh em nhìn nhá. Nó loá quá đâm là qua nhìn anh em ạ. Vì là cái này anh em về ấn xuống nha. Thì nó mình sẽ tháo ra và ấn xuống để xem cái mối hàn nó có bị ấy không. Bị gãy một hàng không? Vì chỗ này là nó là chân của con đây. Đây là chân của con cầu chì này. Thì là nó sẽ cắm vào đúng cái rắc mà đang bị lỏng lẻo anh em này. Cắm đúng vào cái rắc đang lỏng lẻo này. Tiếp theo là con đây nhé. Nó có hai cái rắc giống nhau này. À đây rồi. Đây là rắc của cái cảm biến đáy nồi. Và đây là rắc quạt.
Hai cái giác này nó giống hệt nhau luôn này, anh em nhìn chưa? Đó. Thế là nhiều anh em rút hết ra như thế này, đến lúc anh em cắm vào là nó hai cái chân trắng như thế này, hai chân trắng như thế này là anh em cắm nhầm. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhìn luôn. Khi anh em rút ra như này nhé, thì cái giác xanh này cũng cắm vào được này, anh em thấy chưa? Và cái giác trắng ở dưới này cũng cắm vào được này, đó, đều in hết luôn, và cái dây này cũng đều tới bằng nhau luôn. Đó. Thế nên nếu mà anh em mà cắm nhầm, đây là giác quạt, mà anh em cắm nhầm vào giác cảm biến này chẳng hạn, đó, hoặc là giác quạt, thì nếu ví dụ anh em cắm đúng giác quạt như này chẳng hạn thì là chạy không là bình thường, còn nếu mà anh em cắm nhầm vào giác cảm biến thì là nó sẽ không chạy, nó vẫn lên nguồn và nó sẽ có hiện tượng là bật lên và nó sẽ tự mất nguồn đi nếu mà anh em cắm nhầm chân. Thì để xác định được khi anh em rút ra mà anh em quên không để ý đấy, thì anh em sẽ để ý cho mình cái chân giác cắm này, màu trắng này và màu xanh này, vì hai cái giác này đang giống nhau. Thì anh em để ý hai cái giác này nó sẽ có ký hiệu là cái giác cảm biến, nó sẽ ký hiệu là TH này. Đó, TH nó là cảm biến, cũng như là thorimotat gì đó, tiếng Anh ký hiệu viết tắt là chữ TH này. Thì đây là chân con cảm biến, còn chân quạt thì nó sẽ không ký hiệu cái gì. Đó, chân quạt nó sẽ không ký hiệu gì, còn chân màu cam này nó cũng vào được, nhưng mà màu cam thì nó đúng màu đây rồi. Đó, màu cam nó sẽ đúng màu đây, ba cái chân này giống hệt nhau này, đều cắm vào được hết này. Đó, nhưng màu cam thì cái giác màu cam nó cùng màu rồi, thì anh em cắm vào là ok. Còn giác quạt và giác cảm biến ở đằng sau đít này nó lại cùng màu giác luôn, nó không phân biệt màu xanh như thế này, nên là anh em để ý cho mình mà mỗi cái giác quạt như này thôi. Còn hiện tại là mình nhìn sơ qua thì cầu chì vẫn còn này, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái giác mà lỏng lẻo là con cầu chì đáy nồi này, xem nó còn sống hay không nhé. Đó, hướng dẫn cho anh em rất cẩn thận luôn, còn cắm nhầm nữa là em cũng kệ nha. Bây giờ mình sẽ đo trước ở cái ngoài con cảm biến ngoài này đã, anh em để đo thang thông mạch. Ồ, như vậy là vẫn vẫn còn điện, vẫn vào điện, vẫn chưa bị đứt. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra để xem cái chân jack này nó có bị đứt không nhé. Để là lúc nãy nó lồi lên thì sợ là nó đứt chân mạch anh em ạ. Cái này nó rất nhiều khả năng xảy ra dẫn đến là mất nguồn, vì là khi cầu chì nó vẫn còn. Cầu chì vẫn còn, đáy nồi còn này và cầu chì tổng vẫn còn này. Thì phải kiểm tra cả luôn. À, hôm nọ mình gặp một con là cầu chì tổng nhìn thấy như thế này nhé, nhưng mà vẫn bị chết anh em ạ, nên là vẫn phải kiểm tra hết. Rồi bây giờ lại có khách gọi rồi, vừa có khách gọi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra nhé. Đây, cái chân ở bên này rồi anh em ạ. Ui, rất là chắc anh em ơi, hiện tại rất là chắc luôn này, không có hiện tượng là bong cái mạch ở đây lên. Bây giờ mình sẽ kiểm tra sơ bộ thôi. Bây giờ sẽ kiểm tra con chở nguồn này trước anh em ạ. Chở nguồn này anh em đo thông mạch được nhé. Chở nguồn này nó chỉ rơi tầm 30 ôm đến 47 ôm là anh em đo thông mạch nó vẫn thông. Ui trời ơi, 34 ôm này anh em này. Đó. Alo. Như vậy là con cầu chì này vẫn còn đấy anh em nhé. Cầu chì đây đang là 34 ôm. Mình sẽ đo con cầu chì to này luôn. Cầu chì to này không đứt ngầm anh em ạ. Mấy con chở này sao? Đo mấy con diode luôn nhé anh em nhé. Chập là nó cũng không liên quan đâu. Lại như cái quần là dù gì mất nguồn này anh em ạ. Rồi, như vậy là qua khám nghiệm bước đầu thì là chưa thấy chập cái gì ở trên cái vỉ này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo nốt cái vỉ khiển ra nhé, tháo nốt vỉ khiển ra và kết nối. Con này sử dụng cáp là 20 chân anh em ạ. Con tô này rất là nhiều loại cáp luôn anh em ạ. Con tô này đang sử dụng cáp 20 chân. Rồi, bây giờ sẽ hướng dẫn anh em cách tháo cái
cái nắp ra nhá, tháo cái lắp trên, kiểm tra cái vỉ đầu tiên về nguồn không sao rồi, thì sẽ hướng dẫn anh em cách tháo cái vỉ trên. Ok, anh em bắt tạm cái mâm vào đây thôi để cho nó đỡ bị rơi ra nhỉ, chứ còn cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Tháo vỉ trên ra thì anh em nhấc cho mình cái lắp này đi. Trên cái lắp này thì nó có hai cái hình ốc ở đây, đây cái hình này này, nó sẽ khác hoàn toàn trên cái mặt nắp. Thì anh em cạy cái bịt ra, cái này nó gọi là che ốc, tránh khi hấp hơi nước là nó tránh bị hàn ốc, mà trên này nó cũng dùng ốc inox cho nên là nó không hàn được anh em. Chẳng may mà nó bật mất thì anh em có thể bỏ đi, hoặc là nó lâu quá nó không dính được thì anh em bỏ đi cũng được, không vấn đề gì cả. Đấy, bây giờ anh em sẽ tiến hành tháo này ra nhé. Khi tháo hai con ốc này ra rồi thì anh em sẽ mở cho mình cái lắp trong rồi đây. À, anh em ngã nó ra như này, anh em nhìn xem còn cái nào nữa không. Thì đối với model của con này này, RC10SIE7 như thế này, anh em cứ tháo theo video của mình là nó chỉ có hai con ốc ở đây thôi, và tiến hành cũng sử dụng là con dao này, con dao gọt hoa quả mới lấy trộm của vợ đi ra sửa đồ anh em. Em lạy vào những chỗ hở góc này, đây những góc này là góc khuyết này, anh em chọc vào đây, bậy ra. Đấy, anh em cứ bậy mạnh đã cũng được, vỡ thì mình lại đi hàn anh em nhé, không phải lo đâu, cái này nó không vỡ đâu. Úi dồi, đấy, anh em thấy mình có mạnh tay, phải mạnh tay như vậy thì mới làm ăn được anh em ạ. Rồi, tiếp theo là mình sẽ tháo cái này đây. Anh em nào mà có mua cáp thì bên mình cũng đang bán cáp của con này nhé. Cáp con này là dài 50 phân. Bên mình đang bán với giá là 20.000. Đơn hàng bên mình ship là từ 150k trở lên. Đó. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ. Sau khi tháo được cái lẫy ở đây ra rồi, thì trên những cái vành này nó có những cái chốt. Thì anh em bẫy nó ra để lôi cái mặt nhựa này ra ngoài nhé, để lấy được cái màn hình ở trong này. Anh em cứ lại đều đều ra là được. Cái dòng tô này thì nó hay bị gãy anh em ạ, cho nên là anh em cứ bậy nhẹ nhàng thôi, chẳng may nó gãy thì coi như là thời gian nó sử dụng lâu rồi nó ải thì thôi, bỏ qua. Rất là cứng anh em ạ, không mạnh tay thì không được, mà mạnh tay thì chỉ sợ bị gãy. Nhưng mà thôi, miễn sao nó chạy được là được. Con này là của Bắc Cường Bắc Linh nhé, để mình quay anh em xem cách tính bậy. Úi giời, đau hết cả móng tay anh em ạ. Cái này mà bậy nó không đều là nó sẽ không xuống được. Đây rồi, vừa được rồi. Cái này nó phải dùng cái mỏng thôi, dùng cái giày này nó rất là cứng. Đây, ra rồi đây. Thì nó bong ra rồi đây anh em này. Vẫn phải nhẹ nhàng xem mà. Nó còn ba cái lẫy ở trên này nữa anh em ạ. Không thể nào mà nhanh được. Rồi, mày thế. Rồi. Đây anh em ạ. Cũng may là cái chốt này nó rất là cứng này. Đây. Đó. Anh em cậy cẩn thận nhé. Nếu mà anh em sợ mà nó gãy thì anh em sấy nó đi. Sấy để cho nó nóng, nó mềm đó. Thì khi anh em cậy nó đỡ bị vỡ anh em nhé. Còn nó cứng như này. Ô cái cáp này. Bây giờ mình sẽ tiến hành là thay thử cáp luôn. Và test lại. Rồi. Bây giờ như vậy là mình đã tháo xong cái vỉ khiển nhé. Quên nó không nhắc cho anh em là còn hai con ốc ở đây. Nói chung là anh em tháo ra đến đây là anh em sẽ nhìn thấy được hai con ốc ấy thôi.
tu bắt nguồn à? À, còn một con ốc nữa đây anh em ạ, nó lừa mình như này đấy, không tháo cái này ra là chết rồi, tí nữa thì cậy là lại gãy mạch một cạch một cái thì chết. Anh em phải tháo cái màn hình ra anh em ạ, nó còn một con ốc nữa nha. Mình thấy nghi nghi rồi, nhưng một lần nó nhấc lên là nó nhẹ lắm. Rồi như vậy là cái này mình sẽ thay một cái cáp khác vào đây và mình test test lại đã nhé, rồi mình mới lên mình đo à, xem có bị gãy mạch không. Cái này nó hay bị gãy ngầm anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái cáp này đi để kết nối đã. Rồi, bây giờ mình sẽ để úp cái này xuống này, cái này tạm thời bỏ ra ngoài anh em nhé. Đấy, tạm thời bỏ hết ra ngoài đó, đừng ngửa cái này lên. Rồi tiếp theo là mình sẽ cắm tạm cái rắc nguồn vào đây thôi để mình test nhé anh em nhé. Đấy, cắm tạm cái rắc nguồn đó. À, đấy chẳng may nó hỏng cả cái đầu rắc cắm này nữa nha anh em nhỉ, quên đấy, làm là vẫn thi thoảng vẫn có suất. Rồi cắm tạm mà con nó cảm biến đáy nồi nha. Rồi ok thì cần thế này thôi, những cái khác không cần cắm nhiều anh em ấy. Bây giờ mình sẽ thay cái cáp khác để kết nối đây này. Đây cái cáp này là cáp 20 chân này, hàng mới ở bên mình nhé, dài 50 phân, 20 chân này là cáp này là 1,0 mm. Bây giờ mình sẽ cắm test đã. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối vào đây. Đối với dòng tô thì nó hay bị hỏng cáp lắm anh em ạ. Bây giờ cứ thay cáp trước đã, tính sao? Có nghĩa là mình phải có một cái đồ mình test bên ngoài. Rồi, cắm lên màn hình nhé. Lúc trước nó vẫn lên màn hình anh em ạ, nhưng mà cắm điện nó không lên thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện nhé. Ồ, như vậy là hỏng cáp anh em ơi, đã lên điện rồi. Rất đơn giản thôi anh em nhé. Đó, anh em tháo ra đây, mình sẽ cho anh em xem cái cáp của cái chính cái nồi nó luôn. Như vậy là đã lên điện, đây cáp của nó đây anh em này. Anh em khi làm quen rồi thì mình không phải đo, để đo cái cáp này nó 20 chân, nó đo nó mất thời gian và cái chân nọ nó sọ chân kia anh em ạ. Mình quá mình cứ cắm thẳng luôn. Đây mình sẽ lôi cái cáp của nó ra nhé. Ok. Vậy là con này là đã hoàn thành rồi đấy. Rồi. Đây là cái cáp của cái nồi. Anh em nhìn này. Chân cắm của nó rất là ok luôn đấy nhé. À, chân cắm rất là ok này. Không bị han luôn. Nhưng mà vẫn chết này anh em nhé. Đó. Vẫn chết bình thường. Thay cáp khác là ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào để cho chạy thử thôi. Cái này cái mặt này mình sẽ lắp sau cũng được. Bây giờ mình sẽ kết nối hết cái mặt ở đằng, đằng trước này vào. Đây, mình sẽ kết nối cái vỉ đằng trước này thôi. Bây giờ mình sẽ thử luôn nha anh em nhé. Để xem còn là phát thêm cái bệnh gì không. Hai cái này coi như là mình để ra ngoài. Tí nữa test xong rồi mình sẽ lắp hẳn vào. Còn bây giờ là mình phải lắp vào để thử đó. Chứ không là lắp ra lắp vào mệt lắm anh em ạ, những dòng này tháo tương đối là vất vả. Cái này là cắm rất là chặt anh em ạ, cái vỏ của con tô này rất là ọp ẹp anh em nhé. Con này mà tháo cái vỏ ngoài ra nó ọp ẹp lắm. Con này được cái là còn pin. Ok, như vậy là mình đã cắm xong hết đầu rắc nha anh em nhé. Cho nó xếp lại. Ủa, rất là căng. Rồi, êm rồi. Anh em nhớ nhá. Nhớ cắm cái rắc nguồn quạt này với lại rắc cảm biến nha. Phải chuẩn nha. Bây giờ mình sẽ bắt ốc vào đây đã. Mình bắt ốc vào mâm này thôi và mình sẽ đậy tạm cái lắp bít vào để cho nó đỡ sọc sạch, vì cái này nó không có ốc bắt anh em ạ, nhưng mà thường thường là thay cáp là được thôi.
vì là nó đang mất nguồn thì cần thay cáp là được. Rồi đâu đây nha, tiếp theo là cái lắp nhựa và hai cái tai này. Mình không biết hai cái tai này để làm gì anh em ạ, nhiều lúc lắp vào nó khó quá bỏ qua luôn anh em ạ. Rất là cao đây, còn cái này là che mạch thôi. Là anh em cứ lắp trước vào cũng được nha anh em nhé, tí nó cắm cáp vào vẫn cắm được nhé, không cần phải cắm trước đâu. Ok, được rồi, hai sợi dây nguồn này lòi ra ngoài này. Rồi ok luôn. Rồi, như vậy là mình đã lắp xong bộ mạch đằng công suất nhé. Bằng cái mạch khiển thì mình sẽ cắm bên ngoài thôi. Bây giờ mình sẽ thế này nhà, đậy tạm cái này vào cho nó giữ luôn. Ok. Đây cái này nó rất đấy, in rồi đấy anh em ơi. Rồi. Như vậy là mình đã đậy tạm được cái đằng sau rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm cáp vào nhé. Và để nguyên cái mặt như thế này mình test thôi. Mình chưa lắp cái vỉ cái vội. À, bây giờ phải cắm đã. Anh em nhớ cắm cái mặt này này. Mặt lá đồng này là phải vào đúng cái chỗ lá đồng bên trong cái giác cắm nha. Sẽ tiến hành cắm luôn. Ok. Chích luôn này. Rồi. Khi cắm đúng là nó sẽ lên màn hình như này luôn anh em này. Bây giờ đã kết nối hết rồi nhé. Mình sẽ đổ luôn ít nước vào đây. Test cho anh em luôn. Cái này có chế độ nấu nhanh. Anh em bấm nấu nhanh luôn nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ xem cái menu của nó đã. Đây. Anh em đặt menu này. Cắm điện nữa nhỉ. Cắm điện nha. Đã cắm rồi này. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ nấu nhanh ở trên hai cái chương trình ở đây. À, hai cái nút này. Ôi chết rồi, cái này nó lại không có ấy à. Cái bảng menu à. Bây giờ ơi, bảng menu nó ở đây cơ anh em ạ. Cái nó bảng menu là mới biết được mình đang chọn cái chế độ gì. Ôi nó vừa luôn. Đúng hỏng cáp thật anh em nhé. Đã thay cáp rồi này. Đây rồi, nấu nhanh đi rồi anh em ạ. Mình nhớ được mỗi từ nấu nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ra để cho nó chạy nha. Khóa lắp luôn này. Wow. Khóa lắp là nó sẽ chạy hai cái khóa này cùng một lúc anh em nhé. Và nó chốt cái ấn nhựa này xuống để cho cái điểm tì của cái khóa này nó rồ cái móc này. Đó. Thời gian nấu là 20 phút nhé. Như vậy là con này đã sửa ok. À, con này không phải sửa anh em ạ. Con này là thay. Xin lỗi anh em nhé. Mình thay cáp. Chứ cáp này mình không sửa được. À, như vậy là con nồi Toshiba mất nguồn. À, sau khi kiểm tra thay cáp vào ăn luôn. À, RC 10SIE7 nhé. Toshiba. Anh em nào có nhu cầu mua linh kiện hay là sửa chữa lò cơm thì hãy liên hệ cho bên mình nhé. Điện lạnh Thương Thuyết, em ở Đông La, Đông Thái Bình. Số điện thoại là 0355 448 274. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh nhé. Linh kiện bên mình đang rất là sẵn luôn. Xin chào tạm biệt anh em.